Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường, và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hay mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cần nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười, cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh. What the hell? Mày đang mặc cái quái gì vậy hả? Mặc áo bận quần chứ mặc cái gì? Giống đó. Giống lắm đúng không? Đẹp trai lắm chứ gì? Giống anh chim sẻ của Lâu Điền đó. Nè, quần vàng, áo tím, áo khoác xanh lá, mà nhộn những quả đầu đỏ nữa là như song trùng luôn đấy. Cái thằng chết tiệt này, nhìn cũng giống ca sĩ Hàn Quốc lắm chứ bộ. Này là Hàn Sẻng chứ Hàn Quốc gì cha. Thôi thôi thôi, đi vào quầy thay giúp tôi bộ đồ đi ông ơi. Thôi, mệt, lỡ mặc rồi. À, mà này, hôm nay là ngày off của mày mà, sao không ở nhà đi? Tao đi xem mắt. Cái gì? Mày tính bỏ thành phố về quê sống hả? Sao? Tao làm vì tiền thôi mày ơi. Phú bà hả? Ừ. Nhị đại tiểu thư. Vậy là phú không ạ? À? Tới rồi. Cho tôi hỏi, trong hai cậu, ai là Đình Huy? Tôi là Đình Huy. Mời anh ngồi. Ê, nói với tao đây không phải sự thật đi. Đây là sự thật, mắt mày không có bù đâu. Phiền anh cho chồng sắp cưới của người yêu tôi một ly cà phê đen, không đá, không đường. Hả? Chồng sắp cưới? Lượn đi. Lượn đi. Tôi không uống cà phê. Vậy cacao đi. Giải quyết chuyện của tôi và cậu trong vòng 5 phút. Ok. Không ngờ mày lại. Đợi dùng đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Cảm ơn. Dạ vâng. Bảo Hân đã có người yêu, hủy hôn đi. Tôi cũng định nói vậy đó. Vậy sao hôm trước còn dẫn em ấy đi thử váy cưới? Đó là ý của chị tôi, không phải của tôi. Giờ chị anh bảo anh đi chết anh cũng đi à? Thôi được rồi. Bị khủng ở má nội. Vậy thì được. Người yêu tôi đã rất tổn thương khi anh rời đi trong buổi tiệc gặp mặt ngày hôm trước. Cô ta đuổi tôi đi trước. Con gái nói có là không, nói không là có, anh không biết à? Nói tóm lại, cô ta không có tình cảm với tôi. Tôi cũng không có tình cảm với cô ta. Huống gì, cô ta cũng đã có bạn trai rồi. Tôi sẽ nói lại với chị tôi. Đợi đã. Gì nữa?
Nhìn cái mặt hiền như vậy á mà cái nết cũng dữ lắm nha. Dữ cái gì? Công việc người ta phải làm thôi. Ừ, rồi có ngày ôm nguyên một cái đầu máu đi về nha. Vậy ta đứng im cho họ đánh tao chắc. Sao cái gì nói cũng được hết vậy? Rồi tình hình sao rồi? Cũng không biết nữa. Mai ta đi phỏng vấn này. Ừ, mày nộp bao nhiêu công ty? 2 hay 3 nơi thì đấy. Ừ. Mà mày yên tâm, cỡ tao phỏng vấn là động. Dữ gì ha? Bạn thân như cục. Như cục gì? Hả? Tao với mày là bạn hơn nhưng mà thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Mày, gửi anh. Cậu có bằng TOEIC hay IELTS không? Không có. Tôi là Phạm Nguyễn Đình Huy. Tôi là sinh viên năm 3, ngành truyền thông và tổ chức sự kiện. Sau đây là event tôi muốn giới thiệu đến quý công ty. Vì đây là event ra mắt giờ gọi đầu, thế nên... Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cậu được. Anh có thể cho tôi biết lý do được không ạ? Chúng tôi cần người thành thạo tiếng Anh. Cậu cầm hồ sơ này đi xin việc ở các nơi khác cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi. Dạ, em cảm ơn. Đi đâu mới về đó? Để tao đón nha. Mặc đồ lịch sự như vậy ha, mang dài đồ, cầm hồ sơ như vậy là đi phỏng vấn xin việc đúng không? Mà sao đen thui vậy? Thì có sao mặc vậy thôi. Bộ này lịch sự nhất rồi đấy. Rồi làm gì mặc thảm dữ vậy? Nè, tài liệu họp hôm nay đó, cầm đi. Giờ cần cù bù rồi cái cù lôi. Thôi, thua thì gỡ. Không có chỗ này thì mình tìm chỗ khác, chứ có gì đâu. Gỡ cái gì? Gỡ ghen hả? Nghe. Trời ơi, cái thằng này nó ở dơ. Mà nghĩ sao mà tao buồn? Tự nhiên đòi chứng chỉ tiếng Anh với kinh nghiệm. Sinh viên đi thực tập lấy kinh nghiệm, chứ lấy đâu ra có sẵn cho mấy ông sếp bụng vệ đấy. Trời ơi, cái miệng của mày á. Cẩn thận đi nha. Nhưng mà bài thuyết trình của tao đúng hay luôn. Mấy ông sếp ngồi xem như này này. Thấy tao có năng lực thì nhận luôn đi. Chứng chỉ tiếng Anh bổ sung sau cũng được mà. Có gì phải làm quá lên. Người Việt Nam phải nói tiếng Việt chứ. Nhưng mà cái đó quan trọng đó. Quan trọng đối với tao chỉ là important thôi. Tao học không có vào. Nhưng mà... Tao mà cố quá, có ngày tao thành người bạn quá cố của mày ấy. Hay là tao kêu cha tao giới thiệu vô công ty mà tao đang thực tập cho mày làm nha. Và công ty có mối quan hệ khó sống lắm. Gì đâu khó sống. Bắt quá anh ta ghẹ một xíu thôi. Giống như tao nè, được làm trong công ty thì cũng nhờ một tay cha tao giới thiệu đó. Nhưng mày là học bá, IQ cao như Lê Mạc 81 ấy. Chỗ nào mà chẳng muốn nhận mày. Còn tao sáng mặt như tối dạ. Nhưng mà mày yên tâm, tao đàn ông đích thực. Hồi 3 tuổi tao đã có huy chương giấy giải bơi của xóm rồi đấy. Đời không nhấn chìm được tao đâu. Với cả mày là bạn của tao. You nghe đã hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi ăn gì nè, tao mời. Tốn kém lắm. Cái gì tốn kém? Coi như là tao rủ bỏ đi cái xui xẻo để đón lấy một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ta. Bớt lạc qua một cách vô tri đi. Đi tắm đi, tao chờ nè. Làm biếng quá.
tới nhà tao rồi. Mày cứ đi phòng vấn đi. Thằng quỷ sứ, làm ngại muốn chết. Tao cúp máy nha. Chị ơi, cho em 2 bánh mì xíu mặn. Chị cho em ổ như cũ nha. Chị hết bánh mì xíu mại rồi, em ăn cái khác được không? Là anh à? Là cậu. Hai, sao mà no quá đi. Còn tận một ổ nữa, bỏ thì uổng. Không biết ở đây có ai để cho không ta. Thôi, đành bỏ vậy. Khoan, cậu có thể chia lại cho tôi được không? Nghe không có rõ. Không ăn nữa thì chia lại cho tôi. Ủa, ở đây thiếu gì bánh mì? Sao anh phải xin tôi? Nhưng mà tôi chỉ thích ăn bánh mì xíu mại đó thôi. Xin lỗi anh nhá, nói chuyện với anh một hồi tôi đã đói bụng rồi. Ngon quá nhỉ. Cắn một miếng lại muốn cắn miếng thứ hai. Thôi, tới giờ tôi phải đi rồi. Chúc anh lần sau sẽ đến sớm hơn tôi. Thằng nhóc chết tiệt. Rõ ràng bữa chỉ mình đường này mà ta. Trễ mất tiêu rồi. Cậu, cậu cố ý phá tôi đúng không? Tôi xin lỗi, tôi lau cho anh. Dừng lại. Stop here. Stop. Ai phái cậu tới đây để phá tôi? Sao hết lần này đến lần khác cậu báo đợi tôi vậy hả? Chắc tổ tiên tôi là Black Panther đấy. Nhạt nhẽo. Nghe cho kỹ. Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Ok. Tôi đền cho anh là được chứ tỷ. Bộ vest này cậu có làm cả đời cũng không đền được đâu nhóc. À, bắt gì không được. Nó là bộ duy nhất. À, vậy mà tôi cứ tưởng em xem thường tôi. Dám tí nữa tôi múc anh rồi. Múc? Còn để đánh tôi hả? À, không, đùa tí chứ. Không có vui. Xui xẻo. Có nên đi về không ta? Sáng sớm mà u ám quá. Lẹ 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 lẹ. Chế. Giờ buổi phỏng vấn là 30 phút giúp tao. Tao phải đi thay đồ. Sao phải thay đồ? Mày ẻ ra quần hay gì? Mày có muốn đi làm nữa không thằng chó? Rồi, có gẹo nữa. Tranh thủ nha. Tranh thủ gì? Thì tranh thủ lên phỏng vấn thực tập sinh. Ý là mày không định đem đồ lên cho tao thay hả? À, mày mới là người phải tranh thủ đó. 5 phút, tao xuất hiện liền. Lẹ lẹ cái chân giùm. Anh Lâm, anh Kiên có chuyện gì hả? Ừ,
Em thông báo với các bạn thực tập sinh, buổi phỏng vấn dài lại 30 phút cho anh. Dạ. Ê, cầm giúp tao. Mày đi đâu vậy? Đi phỏng vấn chi đâu. Phỏng vấn thôi mà làm gì gấp dữ vậy? Mày đừng có chọc điên tao nha, trễ rồi đấy. Muốn xả lơ cái gì đợi tao đậu phỏng vấn đã. Buổi phỏng vấn giờ lại 30 phút rồi. Hả? Sao rồi? Không biết nữa. Sếp nói vậy đó. Chắc người đi phỏng vấn đến trễ chứ gì. Làm ăn như vậy đấy, chả kỷ luật gì cả. Thì mày cũng xém đi trễ chứ còn gì nữa. Không có nha, xém thôi. Với cả, tao biết kiểu gì cũng bị rời 30 phút nên cố tình đến trễ đấy. Gì nói không được hết trơn á. Tao sẽ coi đấy là lời khen. Em chào anh ạ. Chào cậu. Sao lại là anh nữa? Lại là sao? Tôi là giám đốc công ty này. Không biết hả? À mà, người phỏng vấn tao hôm nay là ai đấy? Anh Hồ Thiên Bảo, một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất Việt Nam. Uống đi. Cộng cái gì? Uống bia hả? Ủa mà sao ít vậy? Vừa bị đổ. Vẫn ngon mà, vẫn uống được chứ sao? À, mới gặp hồi sáng này. Trùng hợp của ta. Vậy là người quen rồi đấy. Giúp đỡ tôi nhé. Ai là người quen của cậu? Quá khứ huy hoàng như vậy, đừng nhắc lại làm gì. Bao uất ức sáng ngày đến lúc mình trả lại. Thằng khốn này. Vào đường vòng này chắc cũng tốn khá khá hả? Hay là cậu có người quen giới thiệu? Biết ngay mà. Cái tên này lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Bạn tôi thực tập ở đây, anh hỏi người quen thì chắc là nó đấy. Cầm hồ sơ về đi. Chỗ tôi không nhận những kẻ bất tài vô dụng. Sao anh biết tôi bất tài vô dụng? Anh đã cho tôi thử việc ngày nào chưa mà đánh giá chủ quan thế? À, hay hồi sáng anh ghi thù tôi, giờ anh kiếm cớ trả thù chứ gì? CV của cậu không có gì thu hút tôi. Thành tích học tập chỉ ở mức khá. Bằng tiếng Anh cũng không có. Thứ như vậy không đáng để tôi công tư bất phân. Phạm Nguyễn Đình Huy. Tôi nói cho cậu biết, vừa nhìn là tôi đã biết cậu vào đây không phải bằng năng lực rồi. Vậy mà còn dám to mồm mình không bất tài vô dụng hả? Cứ cho là anh giỏi đi. Nhưng mà người giỏi mà không có kỷ luật thì cũng là người tài mà không có đức. Có đúng là cậu tới đây để xin việc không vậy? Đương nhiên. Không có nhân viên nào mà cãi sếp chêm chẽm như cậu hết á. Tôi không cần một người sếp không đúng giờ như anh. Hẹn không gặp lại. Tôi chưa nói xong. Còn tôi nói xong rồi. Vĩnh biệt. Ê. Ê. Để tao gọi ba tao nha. Nếu mày định nhờ ba mày xin việc giúp tao thì dừng lại ngay đi. Huy, mày có cái suy nghĩ đó đó là mày không tốt nghiệp được đâu. Cùng lắm thì nghỉ học. Học cho đã ra trường cũng làm nghề khác. Ai cũng như mày á, là sau này mấy cái trường đại học nó vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Trường đại học mà tuyệt chủng thì tuyệt chủng từ thời ông bà rồi. Hồi đấy làm gì có nhiều người đi học đâu. Mà vẫn có đại học Y Hà Nội, đại học Đông Dương, đại học Sài Gòn. Sao cái gì nói cũng được hết trơn á. Thôi, tao vô làm đây. Tự đi về đi nha. Lẹ không bị đuổi việc bây giờ.
tuần tới mà có 9 cuộc hẹn xem mắt. Chị Duyên có dặn với tao á là cuộc hẹn thứ 9 này cực kỳ quan trọng. Lúc đó thì nhớ mang theo bánh cho Duyên chuẩn bị nha. Anh Hà Lâm, bạn trai thằng Hòa kìa. Sao anh ấy cũng làm ở đây? Thứ 7 trong tuần. Lần thứ 25 trong tháng này rồi. Lần thứ 26. Thì 26. Nhưng mà mai là cuối tuần, tao không thể ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần xem mắt mệt mỏi hả? Cái đó thì mày phải hỏi chị Duyên. Tao thì có tài, nhưng mà tao... Cũng thân gớm ta. Nhắc lại càng tức. 25 năm cuộc đời, lần đầu tiên có người nói tao có tài mà không có đức. Thôi, bình tĩnh đi. Để tao xoa bóp cho mày nha. Ui. Dù gì á thì trước đây tao với mày cũng đã... Má, không lẽ mình đã bắt tại trận một cuộc ngoại tình? Mày mà cà rỡ như vậy một lần nữa, tao đuổi việc mày đó. Để coi anh nói bạn tôi sao. Cái bạn này. Tao giỡn mặt với mày hả? Cẩn thận cái miệng của mày đó. Mày mà để bất kỳ ai trong công ty biết được mối quan hệ trước kia của tao với mày, mày không có cà rỡn với tao được nữa đâu. Mới giỡn có một tí mà đã căng lên rồi. Đi nha, bye you. Đề Bạc, giám đốc công ty truyền thông lớn nhất Đà Lạt, hẹn hò với thư ký đã có người yêu. Con nghe ngoại ơi. Đã ăn uống gì chưa hả con? Con ăn rồi. Ngoại uống thuốc chưa? Ngoại uống rồi. Giỏi quá à. Cha mày. Con ơi, có gì khó khăn không hả con? Chịu học hành nhưng ổn đó chứ. Nếu nói ổn là khiêm tốn, nhưng mà hết khiêm tốn thì là cực kỳ ổn. Ngoại nghe vậy cũng điên lắm. À, mày như sắp tới lịch ngoại tái khám rồi đúng không? Sao chị Lan không đi? Chị Lan sợ tiêm đúng không? Cái thằng nhỏ này ngoài nhà rồi mà kêu chị hoài, nghe nó kỳ quá, quỷ đâu. Ơi, tại cái đứa đó mẹ của chị Liên nó kẹt tiền, cho nên ngoài cho chị mượn hết rồi. Mà dạo này sức khỏe của ngoài ổn rồi mà con, nghĩ khám một bữa cũng không có sao đâu. Con không đồng ý đâu, ngoài phải đi tái khám. Con được nhận đi làm nhà nước rồi. Thật hả con? Thật. Con đi làm cả tháng nay rồi. Để con nhận lương, con dẫn ngoại đi tái khám nha. Nhưng mà... Thôi, con phải vào làm, chứ còn về sớm với ngoại chứ. Ừ, đi đường cẩn thận đó, nghe chưa? Dạ. Con dặn rồi đó. Đi làm thôi.
Cảm ơn. Sao hôm nay không đi làm? Thì đi qua thăm bạn yêu không được hay gì? À này. Mày với ông Lâm vẫn ổn chứ? Bình thường. Bố chuyện gì hả? À không, hỏi vu vơ thôi. Mày nhìn cái gì? Sao người ta hỏi câu đó, điều đầu tiên cũng là có chuyện gì không ổn hả? Bộ sống lạc quan tích cực không được à? Vô tri một cách lạc quan như mày vậy đó. Giỡn xíu thôi. Bạn yêu ơi. Cái gì vậy? Mày đừng có mà dở cái bộ mặt ngu mô đi với tao nha. Ê không có nha. Ta là người rất chi là chính trực, không hề mưu mô tí nào đâu. Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có mà trẻ con như vậy. Cho tao thông tin giám đốc mày được không? Cái gì vậy? Bộ mày định ám sát giám đốc công ty của tao hả? Trời ơi, đừng có mà thù dai như vậy chứ. Mày có biết gây thương tích cho người khác á, trên 11% là đi tù như chơi không? Cái gì vậy cha? Xin thông tin thôi mà, làm gì đến mức ám sát luôn vậy? Thiệt không? Thật, lẹ lên. Số điện thoại đâu? Mày nghĩ sao tao có? Trời đất ơi, tao chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi à. Làm sao mà có số điện thoại của giám đốc được? Tao mà có số điện thoại của giám đốc á, tao thành kép nhí của ổng rồi. Một chân không thể đạp hai trèo, một tay không cầm hai gậy được đâu. Mà gậy nhỏ thì được. Eo ơi, kinh thế nhờ. Tao nói nghe, vì mày là bạn tao nên tao tôn trọng. Chứ cái vụ mà con trai yêu con trai, tao không tiếp thu được. Thông tin thì chán chết, toàn khen thưởng với du học. Cái gì đây? Dân làm ăn á, khi mà lần đầu gặp nhau á, họ thường đưa cạc visit á. Cho nên là cha của tao lần đầu gặp Thiên Bảo đưa cho cha tao á. Cũng có ích đó nha. Nè, mà nhớ là đừng có làm chuyện gì dại dột nghe chưa? Tôi là công dân gương mẫu ok. Gương mẫu mà suốt ngày đi học trễ không à. Thôi, đi làm nha. Bye bye. Bye bye. Quái gì đây? Tự nhiên hết tiền ngang. Alo? Là cậu. Cậu muốn gì? Cũng không muốn gì lắm. Chỉ là gặp mặt trao đổi đi. Để tôi xem, cậu định giở trò gì? Đảm bảo chuyện tôi sắp làm, sẽ làm mấy con à? Mấy thằng? Mấy kẻ? Mấy tên hả? Thôi mệt quá. Đảm bảo chuyện tôi sắp làm, sẽ làm cho mấy người trà xanh như anh thấy thích thú đấy. Thằng nhóc này có bình thường không ta? Cậu muốn bao nhiêu tiền thì xóa clip? Cũng nhanh nhẹn đấy. Tôi là dân làm ăn mà.
Chắc bị bắt gặp hành nghề trà xanh nhiều rồi nên mới phản ứng nhanh như vậy đúng không? Tôi không phải trà xanh, trà đào cam xã gì hết nha. Có trà xanh nào nhận mình trà xanh không? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải trà xanh. Video rõ một một như vậy rồi. Có cái đầu gối tôi tin anh không phải trà xanh ấy. Mở mắt ra xem cho kỹ. Xem mặt tôi có toát lên vẻ mãn nguyện không? Lâm trêu tôi vì trước đây bọn tôi từng quen nhau. Gì? Hai người từng quen nhau? Anh là gay à? Không phải cậu nói tôi là trà xanh hả? Như vậy không xem tôi là gay chứ là gì? Cậu kỳ thị gay? Không có. Tôi không phản đối, cũng không đồng tình. Nói chung là không quan tâm. Nhưng mà trên trán cậu đang hiện rõ ba chữ kỳ thị gay kìa. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không để lộ chuyện này nếu anh đáp ứng yêu cầu của tôi. Yêu cầu gì? Tránh xa người yêu bạn tôi ra. Tôi không có tình cảm với Lâm. Tôi tạm thời tin anh. Với cả nhận tôi làm thực tập sinh ở công ty anh. Chỉ vài tháng thôi, miễn là có dấu mộc đỏ ra trường là được. Chỉ vậy thôi hả? Tôi cũng không phải thằng không có đầu óc. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu dấu mộc đỏ. Và cậu cũng không cần phải đi làm. Cái miệng của cậu tôi lãnh giáo đủ rồi. Lỡ một ngày đẹp trời á, cậu hứng lên, nói cho toàn thể nhân viên công ty tôi biết thì sao? Làm sếp cẩn thận như vậy là tốt. Nhưng anh đừng lo, tôi là người biết giữ bí mật. Tôi cũng không muốn nhận không của ai cái gì bao giờ. Tôi sẽ đi làm để nhận dấu mộc đỏ, tiện thể trông chừng anh luôn. Cậu thực sự muốn đi làm hả? Yes. Lao động là vinh quang mà. Thôi được, tôi sẽ cho cậu đi làm. Nhưng không phải ở công ty, mà ở nhà của tôi á. Tại sao? Tôi làm gì ở nhà anh? Làm ô sin cho tôi. Cậu không chịu cũng được. Clip đó, muốn đăng gì thì đăng. Anh, tôi không ngại thuê luật sư kiện cậu cái tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi đâu nha. Coi chừng á. Được rồi, làm thì làm, tôi sợ anh chắc. Được. Sao tan ca rồi mà anh chưa về? Vì anh còn đang đợi một người. Thế sao giờ này em chưa tan ca? Tại vì em cũng đang đợi một người. Người ta nhìn bây giờ kìa. Anh không sợ. Về nhà anh đi.
Lập cho tôi một hồ sơ tên Phạm Nguyễn Đình Huy trong danh sách sinh viên thực tập. Xem như dẹp một bớ rắc rối đi. Phạm Nguyễn Đình Huy, cậu biết cậu phiền lắm không? Tôi chỉ muốn nhắc cho anh biết, tôi đang giữ video. Liệu mà giữ lời hứa đi đó. Hay là cậu muốn làm trong đêm nay? Giờ này làm gì? Khùng hả? Bầu trời trong xanh mây bay trên cao, phía dưới ta cùng nắm tay nhau. Em cứ bước đi thôi, vì khắp lối em luôn có anh. Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường, và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường kia.